Hello, xin chào tất cả mọi người. Và trước mắt chúng ta đây đang là mẫu giày cầu lông cao cấp nhất của hãng Li-Ning trong năm 2023 này, là mẫu mới nhất vừa mới về hàng tại Việt Nam. Đây là một mẫu giày rất đắt, rất cao cấp với những công nghệ mới nhất và đặc biệt là với công nghệ khóa xoay. Đấy thì đây là đôi giày mà Hùng đặt order cho khách. Nhìn cái hộp đã thấy chất rồi đúng không mọi người? Đây. Ôi, nặng. Cái hộp nó làm giày thật mọi người. Đây size 42 1/3, tức là size 42 của Li-Ning nhá. Đấy. Hộp. Đằng mặt sau thì nó sẽ là cái bảng size. Đấy, bảng size. Nhưng mà cái đây, giày về cho anh em xem nhỉ. Nặng thật. Đây nhưng mà mình thấy nó làm hơi buồn cười, tại sao ở chỗ này nó làm cái băng dính như này. Ok, mở nắp nha. Trông cũng hầm hố đấy. Ok, hộp phía bên trong rất là dày dặn. Lớp cắt tông nó rất là dày, chỉ ra cái này bằng cắt tông thôi. Đấy. Đây là mẫu cao cấp nhất của Li-Ning. Đây. Do ánh sáng nên là nó sẽ bớt đẹp đi một tí so với thực tế cho mọi người. Khi chúng ta nhìn thực tế thì màu của nó sẽ đen đậm hơn, là nhìn nó đẹp hơn. Xoay một vòng cho anh em xem nhé. Đôi giày này, đôi giày của nó là full công nghệ. Mỗi một tờ giấy ở trên này là một công nghệ cho mẫu giày này nha mọi người. Dã man luôn. Chưa bao giờ Hùng thấy đôi giày nào mà nó nhiều công nghệ như thế này. Lightning Cloud này, Pro Balock này, Kunsel này. Cái Kunsel này Hùng chưa bao giờ gặp ở giày cầu lông đôi nào luôn cơ. Carbon Fiber Plate này, Tube Tip này, Vaza Skin này, cái này cũng chưa gặp bao giờ luôn. Tube RB thì cũng rất hiếm. Đấy, ngoài ra thì nó còn có đây, Boom Fiber là cái gì đây? Đây, nó cũng là một công nghệ lần đầu tiên Hùng nghe luôn. Boom Fiber. Cái này đặc biệt là công nghệ gì đây? Đó. Đây là cái công nghệ khóa BOA nha mọi người. Đây, đây là khóa BOA. Đấy. Cái khóa này thì nó bây giờ đợt này nó đang rộ lên nhiều, rất là nhiều hãng làm. Đấy. Thực sự là đôi giày này cũng thấy rất là chất, cực kỳ chất luôn. Từ chất liệu vải đến chất liệu da, tất cả các thứ nhá. Đây, full công nghệ luôn nha mọi người. Nhìn này, toàn đấy chữ công nghệ không này. Non-minking đấy. Carbon Fiber Plate này. Đấy, rất là nhiều công nghệ. Công nghệ boom này, cái này chắc là công nghệ giảm chấn rồi. Đó. Kunsel Probalock. Thôi chúng ta không nói về công nghệ nữa. Đấy. Chúng ta ngắm đôi giày thôi. Mình cho anh em ngắm đôi giày. Đằng trong này nó có một lớp kiểu nhìn xốp xốp này, cũng là giảm chấn. Cái này thì chống lật đi rồi. Cái chất liệu cái Hùng rất là thích cái loại chất liệu, nếu mà về giày Hùng rất thích cái loại chất liệu kiểu lưới lưới như này, nó thoáng và nó rất là mềm cũng như là nó cực kỳ bền đấy. Cái này thì cổ nó sẽ hơi cao, nói chung là nó ôm cổ giày bảo vệ cổ chân rất là tốt. Cổ này cũng chỉ gọi là hơi cao chứ không cao hẳn. Nhiều em cứ sợ cổ nó cao quá đi nó sẽ kiểu vướng vướng, nhưng mà không nha mọi người. Mình cũng chưa dùng cái kiểu khóa xoay này bao giờ anh em, quê quá. Mình nghe tiếng sướng đấy. Tạch tạch tạch. Thôi vặn vặn tí chơi thôi chứ. Tốt nhất về cho khách tự xử lý. Đấy. Rất là đẹp nha mọi người. Đôi giày này mặn lắm đấy. Giá thị trường 3 triệu mấy nhỉ? 3 triệu 6 hay 3 triệu 8 nhỉ? Bên Hùng order dưới 3 triệu thôi. Đang order đây này, order cho khách, khách chuyển tiền trước đấy. Chuyển trước khoảng 20-30% là được. Thiết kế. Màu sắc thì là màu đen rất là nhã nhặn và rất là huyền bí. Nói chung là mình thấy đang trên cam này thì nó không được đẹp như thực tế mắt Hùng nhìn. Nói thẳng là như thế, kiểu nó cứ bị sáng sáng, loé loé hay kiểu gì. Để xem bên trong này nó còn có cái gì nữa. Đấy. Mình chờ Hùng tí nhá. Đây, cái băng dính nó dính bà vào cái. Nó dính vào cái giấy lót giày. Đây, đây nó tặng thêm một túi đựng giày đấy. Ok, túi đựng giày rất là đẹp nhá. Chỉ duy nhất cái đôi giày này có cái này. Nhưng mà túi đựng giày là bật limited. Thế là hiếm, chỉ mua đôi giày này mới có thôi. Ok, cái này chắc nó in cái gì đây. Mình cũng không hiểu nó in cái mã
Này là cái gì trông hơi mờ, cái mã trắng trắng này. Chỗ này thì vừa mới ra của Liên Ninh mới nhất luôn. Đấy. Có thêm cái túi đựng giày thôi, không có thêm gì nữa. Hôm trước thì Hùng có đưa cho khách cái bản cũng là gần như giống hệt như này, nhưng mà nó sẽ là khóa dây, có nghĩa là chỉ buộc dây bình thường chứ không có khóa BOA này. Thì cái bản đấy nó rẻ hơn, cũng được tương đối nhiều tiền cho anh em, nhưng mà cái bản đấy nó có nhiều màu để mọi người lựa chọn. Đấy, bản đấy nó có nhiều màu để mọi người lựa chọn. Đây nhìn cái này đẹp không, quá đẹp luôn này. Dáng đôi giày quá đẹp luôn, Hùng rất thích đôi này luôn nhá. Từ không thể chê vào đâu được ấy. Chất liệu da chứ cái thứ của nó, lưới chứ cái thứ của nó thì quá là ngon, thì giảm chấn thì khỏi bàn này. Đây cái lót của nó cũng rất là êm luôn. Và đôi này cũng không nặng đâu mọi người nhá. Khối lượng bình thường nhưng nó cũng không nhẹ đâu. Mã check code đây. Đấy, mã check code nha. Sao cứ quay lên camera nó cứ kiểu bị nhạt nhạt màu ấy. Đệm gót rất là dày và êm luôn. Đây người đẳng cấp đây. Và cái này nó êm, nó cực kỳ mềm luôn. Cái này đeo vào chân cảm giác sẽ rất là sướng. Thì đôi giày này Hùng đang nhận order cũng chỉ dưới 3 củ thôi. Nếu mọi người mua ngoài cửa hàng thì mua trực tiếp ngoài cửa hàng nó ở tầm 3 củ rưỡi, 3 củ 6 thì phải. Đấy thì bóc cho anh em được ra đây, Hùng gọi là khách quen thì Hùng mới nhận thôi, chứ còn kiểu khách lạ lạ mà hỏi nhiều khi Hùng lười cũng chẳng nhận đâu. Tại vì khách lạ nhiều khi chốt đơn cũng chậm. Khách quen thì mình mới nhận, cái này order thì ra lãi chả đáng bao nhiêu đâu, nhưng mà kiểu mình cũng gọi là yêu thích những mẫu giày cao cấp, nhiều khi Hùng bán giày cao cấp chủ chỉ vì mình thích nó thôi, chứ còn bán được ít lắm. Giày cao cấp nói thẳng là số lượng khách mua rất là ít, và Hùng lấy lãi cũng chỉ hơn những cái đôi giày bình thường một chút. Đấy, anh em nào ưng mẫu này có thể đặt order Hùng, hoặc có thể nếu mà muốn tiết kiệm hơn mà có thể đặt cái bản mà nó không có cái khóa BOA đấy, thì cái bản đấy nó rẻ hơn mấy trăm nghìn đấy, rẻ hơn mấy trăm nghìn. Mà thực ra thì Hùng Hùng nghĩ là nếu mà Hùng dùng thì cũng chỉ cần dùng loại khóa dây bình thường, mà BOA này thì cũng không cần thiết lắm đấy. Nhưng mà đôi giày này đẹp với chất thật đấy, nói thật là rất đẹp, rất chất, đáng với đồng tiền bát gạo đấy. Tại vì hôm trước Hùng cũng có order cho khách một cái đôi cái bản mà không có khóa rồi, nó cũng rất là ngon, nó cũng gần như chả khác gì ngoài cái khóa, có thêm cái khóa này, nhưng mà nó dễ rẻ được chắc phải 3-4-500 nghìn đấy, Hùng nhớ không nhầm thì cũng phải rẻ hơn được 400-500 nghìn, tầm 400 đấy. Đấy thì bóc cho anh em xem, ở đây nó có thêm một cái tờ nó giới thiệu về công nghệ cấu trúc của đôi giày này kèm theo này. Bóc cho anh em thấy được, còn công nghệ của nó thì tôi không phân tích nhiều, nó nhiều công nghệ quá, Hùng ngồi mà nói mà phân tích thì chắc view hết cả nửa tiếng đồng hồ mất. Rồi cảm ơn mọi người nhé. Đấy, bang, đóng nắp cho em nó. À, chờ lót cái giấy như này đấy, tôi xin phép tắt view nha anh em.